Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây. Tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh tề ngục tưởng là sắc vây. Trên thì lưới sắc dân đầy, dưới thì rừng kim đao dày đang nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó cán nào nướng quay. Cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân. Đầu trâu ngục tốt rần rần, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kim đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan. Như vậy muôn tháng ức năm, sống thì chẳng đưa trên càng không xong. Mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân. Đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ bao thân ra chẳng đầu. Vào nơi cây kim núi đau thọ hình, khổ báo thiêu đốt thân mình. Nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la. Khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay. Khổ báo chân nấu nướng quay, chui vào lò lửa tan thay vàng dầu. Khổ báo tàn phố nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi. Khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi. Khổ báo lòng đốt rã rời, dây đen địa ngục sáu thời thiết căng. Khổ báo ngập nướng trôi sông, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng. Khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay. Khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thối. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục bánh sắc nghiêng say tâm bàn. Khổ báo mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui. Khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh. Khổ báo mổ cắt xe phân an, địa ngục mọc sẵn treo mình ngưỡng chân. Khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục cháy đốt rần rần gào la. Khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây.
Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm, bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vốn thương nào tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đó oán hận chứa chan, tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn. Muôn phần thông khổ vạn lần đau thương, ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn, nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây thương. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Ánh đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui, nỗi đau cây kiếm vạn soi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi, tội nhân ngục tốn thiết vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Phát tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na, con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Đừng phòng thế tôn chừng biết cho
con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoàn giữ đường giới thanh tịnh, nhận đến thì một vóc cơm cho các loài súng sanh. Hoàng tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có, tu hành Bồ Đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái, đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm biện hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tội đều sám hồi, các phước xin tùy ý, và nhờ công đức thanh phẩm nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp viễn dung, mà lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhạc ca vĩnh lòng hầu hướng bay, trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dân cung đức thầy Như Lai. Hương y có màu không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài, đường đi cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị thế tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba đồng hòa tai nối liền, từ thân miệng ý truyền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công đức cho vừa lòng ấy tin. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin, Bồ Đề thần
thành tự đứng tin bắt đầu. Chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời. Xin đem công đức nhiệm màu hướng về thượng giới minh châu hiền bài. Tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân lão chao dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt. Xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn. Hư không thế giới có sợ nghiệm và phiền áo đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng như ơi như. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, miệng mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến
đời khổ đau. Phật tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà chẳng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo. Ý gieo ba độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê. Chính vì ngu tối lệ thế, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp
tới bời khổ đau, con này chỉ thế khấn cầu Phật tiền con lại dâm mà đầu anh ấy năng. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân, chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu, phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chẳng chịch với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi, vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thâm cao, biết đâu dại xa vào mấy mai. Hoặc núi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán thiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn cách, hoặc chiều bốn duyên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam. Ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mỗi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ánh năng. Hoặc do mê mũi sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên.
hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sự như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sáu trì kiếm tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tâm xấu rộng đàn nhập tâm. Ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Khoa tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, khóa môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số động thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ. Thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm mơ chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông.
Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ thai. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang. Sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa. Thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Anh chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy hết thảy phân đồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Báo dưới vị chúng sanh, cúi đầu lại đứng Thế Tôn. Con xin tận đáy tâm hồn ăn năn, kể hình hài phàm phu anh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sao là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm. Làm sao bao nổi phận ân, vá khiên dấu nặng ngần ai chi.
thân tâm muôn kiếm bỏ đi cũng không báo nổi ân về chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội kiêng, tội do đâu tới triền miên chất chồng, tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan, lời kinh phân dạy rõ ràng bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không, tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn, ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành.